Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bình Dững. Thì bữa nay là ngày 10 tháng 9 năm 2024, mình tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan, xài cát và xài cát chu thu mua Tây Dương. Thì hiện tại giá xài Đài Loan vàng thu mua Tây Dương thì vàng 1 là 33.000, vàng 2 là 17.000, xài vàng tuột nha các bạn. Xài xanh, xanh nhất là 28.000 và xanh nhì là 18.000. Còn về xài cát chu thì giá xài cát chu mua xô tại vườn, xài xanh, xanh nhất mua xô nha các bạn là từ 22 tới 26.000. Còn xài vàng mua xô là từ 20 tới 24.000. Thì xài vàng hiện tại nhiều hơn xài xanh nên là xài vàng giá nó thấp hơn. Là về xài cát chu nha các bạn. Còn về cát lọc thì xô ba trái 1 ký giá dao động từ 50 cho tới 57.000. Còn xài 400 mấp giá dao động từ 60 cho tới 68.000. Thì tùy theo xài xấu đẹp mà giá nó sẽ trên lệch, giá thấp hoặc là cao nha các bạn. Xài càng đẹp thì giá càng cao. Nói chung xài đẹp thì giá cao thôi các bạn ơi. Thì anh em nhà vườn nào cần bán thì cứ liên hệ số điện thoại mình ghim trên màn hình. Thì hôm nay cũng nhiều anh em hỏi giá xài chu, thì mình cũng cố gắng tìm giá xài chu, tìm dựa với lái mua tại vườn thì cho các bạn nắm nha các bạn. Những anh em nhà vườn nào mới vào kênh mình thì nhớ đăng ký kênh, nhấn qua chuông thông báo để khi nào mình ra video mới thì các bạn tiện theo dõi nha. Thì mình xin nhắc lại giá xài Đài Loan vàng, vàng nhất là 33, vàng nhì là 17, xanh nhất là 28, xanh nhì là 18. Thì mình báo là giá nhất nhì, nhưng mua tại vườn là mua sẽ là mua xô nhất nhì hoặc là xô lùa, thì tùy theo thương lượng thôi. Thì mình bán xô thì nó sẽ dễ hơn các bạn. Thì các bạn thấy giá xài nhất với giá xài nhì nó chênh lệch khá cao nha. Còn về xài cát chu, chu vàng giá từ 22 tới 26 mua xô, còn chu xanh giá chu xanh giá từ 22 tới 26, chu vàng giá từ 20 tới 24. Tương tự thì giá xài cát lọc thu mua tại vườn xô 300 mấp thì giá dao động 3 trái 1 ký thì giá dao động từ 50 cho tới 57.000, 400 mấp giá dao động từ 60 cho tới 68.000. Thì anh em nhà vườn nào cần bán thì cứ điện thoại trực tiếp nha. Thì video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Thôi xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.